Chào các bạn, khi chuẩn mực của điện thoại hiện nay được nâng lên thành màn hình 5,5 inch thì rất nhiều vẫn đang muốn dùng một sản phẩm nhỏ gọn, thậm chí là kích cỡ nhỏ 4 inch như của iPhone 5S. Hiện tại, chúng ta có một kích thước chuẩn mới vừa đủ để đáp ứng nhu cầu mà vẫn giữ được sự nhỏ gọn, đó là 5 inch. Hai chiếc máy đang dẫn đầu phân khúc nhỏ gọn này đều là các sản phẩm đến từ Xiaomi, đó là Redmi 4X và Mi 4. Và hôm nay, The Review sẽ giúp các bạn đánh giá cũng như so sánh hai chiếc máy này. Thiết kế là một niềm quan tâm rất lớn của mọi người khi cả hai máy đều có chung kích cỡ nhỏ gọn như nhau. Với khung viền kim loại sáng bóng bao quanh thân máy, Mi 4 cho các bạn cảm giác cầm chắc tay hơn, hiện đại, mang đúng đẳng cấp của flagship một thời, nhưng bù lại đó là một mặt sau lưng khá dễ xước và trơn trong quá trình sử dụng. Trái ngược với Mi 4, Redmi 4X lại có thiết kế hiền hơn, không nam tính góc cạnh bằng, nhưng bằng việc sử dụng các góc bo đằng sau lưng làm máy cầm trên tay cực kỳ dễ chịu, nên là khi các bạn dùng khoảng từ 2 đến 3 tiếng sẽ thấy Redmi 4X phát huy lợi thế trong thiết kế của nó. Và camera của máy cũng không bị lồi lên như là Mi 4. Nhìn chung, nếu các bạn dùng máy nhiều và cần cảm giác cầm dễ chịu thì nên lựa chọn Redmi 4X, còn chỉ cần quan tâm tới cái đẹp thì mình nghĩ là Mi 4 sẽ hợp hơn. Cùng có giá dưới 3 triệu đồng nhưng cấu hình của Mi 4 vẫn thực sự tốt với con chip Snapdragon 801. So với Snap 435 chứa Redmi 4X thì 801 vẫn mạnh hơn khá nhiều, đặc biệt ở xung nhịp gần gấp đôi lẫn khoảng cách khá xa ở GPU đồ họa. Số điểm AnTuTu có lẽ sẽ phản ánh rõ nhất về sự khác biệt này. Tuy không mạnh bằng nhưng với các công nghệ mới hơn thì khả năng tiết kiệm của Snap 435 tương đối tốt và khi hoạt động nó cũng rất là mát mẻ. Nếu các bạn dùng lâu, Mi 4 sẽ thấy khung thép của máy tương đối nóng và điều này thì lại không xuất hiện trên Redmi 4X. Và như vậy các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là cấu hình cực kỳ tốt hoặc là khả năng hoạt động mạnh mẽ, tiết kiệm pin. Về tính năng, nhờ ra đời sau mà Redmi 4X có những công nghệ mà Mi 4 chưa có được, đó là cảm biến vân tay. Khi mà Huawei điện thoại giá rẻ đã có cảm biến vân tay bảo mật và tiện lợi thì Mi 4 hoàn toàn thiếu vắng tính năng này. Nếu bạn nào đang dùng cảm biến vân tay quen mà chuyển xuống Mi 4 sẽ khó chịu khá nhiều vì sẽ phải liên tục mở khóa bằng phím nguồn. Và nói về màn hình hay là camera thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Mình khẳng định Redmi 4X không có cửa trong khoản này. Cùng là màn hình 5 inch, tuy nhiên độ phân giải của Mi 4 cao gấp đôi là mức Full HD, đồng nghĩa với độ chi tiết cao hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, đặt hai máy bên cạnh nhau sẽ thấy màn hình Mi 4 trong trẻo và độ bão hòa tốt hơn khá. Cũng khó trách Xiaomi được bởi vì Redmi 4X chỉ là máy giá rẻ nên nó không thể dùng một tấm nền IPS cao cấp. Lại nói tiếp về máy ảnh, camera có cùng độ phân giải nhưng khẩu độ của Mi 4 cao hơn ở f1.8, giúp các bạn chụp đêm tốt hơn. Camera trước thì đánh bại hoàn toàn khi dùng máy ảnh lên tới 8 megapixel. Có lẽ chăm nghe không bằng một thấy, mời các bạn theo dõi ảnh từ hai máy để có một cảm nhận rõ ràng hơn. Đối với một flagship có tuổi đời như Mi 4, máy sẽ có một số nhược điểm so với các sản phẩm được sản xuất thời gian gần đây. Đấy là máy hơi nóng nhẹ khi dùng lâu, chỉ có duy nhất một SIM, cũng không thể mở rộng bộ nhớ. Chất lượng hàng cũ đang được bán tương đối khó kiểm soát. Ưu điểm của nó là các bạn sẽ có một chiếc điện thoại với cấu hình rất tốt, các mảng về màn hình, âm thanh, máy ảnh ấn tượng. Redmi 4X cũng có các ưu nhược điểm của bản thân nó. Ưu điểm là pin 4100 mAh rất lớn với thiết bị chỉ 5 inch, con chip mát mẻ, có cảm biến vân tay, nhiều hàng mới trên thị trường. Nhược điểm của máy là cấu hình không ấn tượng bằng Mi 4, cũng như là màn hình camera chỉ dừng lại ở mức phổ thông. Ngoài các đặc điểm đó, một số đặc điểm chung của hai máy đều là dùng được sạc nhanh, vẫn được cập nhật MIUI đều đặn, cũng như là cấu hình giá bán tốt nhất trong phân khúc điện thoại 5 inch dưới 3 triệu đồng. Nếu bạn nào vẫn còn băn khoăn thì có thể tới một showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc để trải nghiệm, so sánh và mua một trong hai sản phẩm này. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.